vừa tới đầu Bình Thuận. Là chuyến hành trình của tụi mình sẽ ghé ăn sáng ở đầu Bình Thuận, tính ăn ở cuối Đồng Nai, nhưng mà hai bạn chạy trước để dừng lại ở đầu Bình Thuận. Mì quán, không biết mì quán đây ngon không? Hả? Mì quán ở này đâu có giống.
tiếp tục nha. Bye bye các bạn. À, bye bye các bạn. Tiếp tục mình sẽ đi đến bãi đá ông Địa. Tới bãi đi. Bãi đá ông Địa mình sẽ quay tiếp. Wow. Đi thôi nào.